Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy ngày 4 tháng 9 rồi. Mình hôm nay cũng cũng rất là mệt, bởi vì ngày 2 tháng 9 vừa rồi thì mình cũng mới chích vaccine Pfizer mũi thứ hai. Cái mũi đầu thì chích vô thì bình thường lắm, nó là cái kháng 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 thể cho nên chích vô bình thường. Nhưng mà mũi thứ hai thì chích vô là những cái con virus để cái kháng thể cái mũi thứ nhất trước đó nó sẽ chống lại cái con virus này. Chính vì vậy đâm ra mình cảm thấy rất là mệt, người nó tay chân nó cũng muốn rã rời, nó bần thần, nó rã rời, đâm ra nó không có sức. Nhưng mà mình cũng ráng ngày hôm nay để lên chia sẻ những cái thông tin gửi đến cho tất cả các bạn. Thì cái hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái thông tin, là một cái câu hỏi là cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi, tại sao nó lại có cuộc chiến này. Thì mấy tháng nay các bạn cũng biết được rằng đó, cái việc của bà Hằng và ông Dũng thì rất là đình đám. Thì nhưng mà các bạn có đặt một cái câu hỏi là tại sao có cái cuộc chiến này hay không? Theo mình thì mình nghĩ rằng có hai điều tạo ra cái cuộc chiến này. Cái điều thứ nhất là đất. Điều thứ hai là từ thiện. Tại sao mình suy nghĩ và có nêu ra hai cái điều này? Bởi vì á, thực sự á, ngoài hai cái điều này ra thì mình nghĩ rằng không có một cái điều gì khác để mà tạo ra cái cuộc chiến này hết. Các bạn cũng biết được rằng á, là cái việc đầu tiên mà lôi ông tố cáo ông Võ Hoàng Yên là bởi vì sao? Không phải là vì ông ta ăn chặn tiền từ thiện đâu, không phải đâu, mà cũng vì làm ăn liên quan tới đất, cũng vì chữ đất thôi. Bởi vì ông ta muốn, ông Dũng này ông muốn ông Võ Hoàng Yên đi về cái khu mà cái dự án khu Sóng Thần 3 của ông ta, để ông ta phân lô bán nền. Mà muốn phân lô bán nền được và có giá thì ông ta mới tìm một cái người nào mà có sức ảnh hưởng tới người dân. Nếu như các bạn nghĩ rằng á, nếu trường hợp mà ông Võ Hoàng Yên đi về nơi Đại Nam, khu khu Đại Nam á, khu Sóng Thần 3 để mà trị bệnh, thì các bạn nghĩ đi, rất nhiều người tới để mà gặp ông Võ Hoàng Yên để trị bệnh thì sao? Thì giá đất nó rất là tăng. Cũng có nhiều người, người ta rất là có nhiều tiền, đại gia có, Việt kiều có, rồi doanh nghiệp doanh nhân có, ai mà không bị bệnh, đúng không các bạn? Ai mà không bị bệnh? Nhưng khi bị bệnh á, thì tất nhiên là đi kiếm thần y rồi, đi kiếm thần y rồi. Thì không lẽ đi tới đó thuê khách sạn của ông Dũng ở, nếu mà thuê khách sạn của ông Dũng ở đó để trị bệnh, còn cũng có nhiều người, người ta cũng sẽ mua mua đất xây nhà tại đó để mà ở đó trị bệnh. Thì có phải là đất của ông ta sẽ có giá hay không? Thì đó là cái điều đầu tiên mà ông ta ông muốn Võ Hoàng Yên, ông Võ Hoàng Yên về đó để mà trị bệnh, cũng là có một cái dụng ý cốt lõi hết. Nhưng sau đó thì ông Võ Hoàng Yên này ổng cao chạy xa bay, ông không có làm, bởi vì ông biết được rằng có một cái gì đó nó khuất tất nằm ở trong, ông biết cho nên ông từ chối. Chính vì cái điều này mà hai vợ chồng cùng đồng lòng để mà tố cáo ông Võ Hoàng Yên, lấy cái điều sự việc ra là
ăn chặn từ thiện mấy tỷ đồng á ở mình ngoài miền Trung á. Nhưng thực ra thì các bạn cũng đã trải qua được 6 tháng rồi, thì các bạn thấy ông Võ Hồng Yên có bị sai phạm gì không, có bị bắt không, thì mình cũng đã hiểu rõ rồi, biết được như thế nào rồi. Sau cái ông dù ông Võ Hoàng Yên thì bà Hằng bà mới lôi kéo cả những người gọi là nghệ sĩ đem ra đánh. Tại sao đánh nghệ sĩ? Bởi vì nghệ sĩ có được một cái lượng fan rất là đông, mà nghệ sĩ muốn đánh nghệ sĩ lấy điều gì để đánh? Từ thiện. Từ thiện á nó rất là nhạy cảm, mà nó sẽ tạo sự phẫn nộ rất lớn, tạo sự phẫn nộ và ảnh hưởng rất lớn của cộng đồng mạng. Trong cái sự việc mà khi ông Võ Hoàng Yên ông từ chối xong, tất nhiên là cái lô đất nó không có thực hiện đúng như những gì mà âm mưu của ông Dũng này ông tính, tại vì ông muốn ông lấy cái sự cái từ thiện để ông làm cái tấm bình phong, núp cái tấm bình phong. Ông và bà Hằng họp báo để mà gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi vì sao? Bởi vì ổng lấy cái lòng từ thiện, ổng đánh vô cái lòng từ thiện trước, ổng đánh vô cái lòng từ thiện trước để tạo một cái sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người cộng đồng mạng cũng như người dân. Ổng tạo một cái sự ủng hộ mạnh mẽ trên cộng đồng mạng. Các bạn cũng đã thấy rồi, sau đó những YouTuber đi từng ngóc ngách, từng tỉnh thành để tìm những nhân chứng sống. Bên cạnh đó, những nhà báo cũng viết báo, viết đài để nói lên cái lòng từ thiện của ông bà này. Các bạn thấy là những cái thời điểm ban đầu một làn sóng ủng hộ rất là mạnh mẽ, có đúng không? Có đúng không ạ? Một làn sóng ủng hộ rất là mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì ổng lấy cái từ thiện để tạo bức bình phong và tạo sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Để làm chi? Mục đích chỉ có duy nhất. Lúc đó mục đích chỉ có duy nhất là gây áp lực cho chính quyền Bình Dương, để gây áp lực cho chính quyền Bình Dương để làm gì? Để cấp một cái tờ giấy cho ông ta về vấn đề cái lô đất mà ông ta đang chuyển quyền sử dụng đất, được chứng nhận cái lô đất đó là hợp pháp. Nhưng các bạn thấy là bây giờ mấy tháng rồi, tỉnh Bình Dương họ không có làm, họ vẫn không làm. Sau khi mà gây áp lực không được với chính quyền Bình Dương thì đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi chính phủ kêu gọi sự người dân góp sức, góp công, góp sức vào cái quỹ mua vaccine cùng với chính phủ, thì ổng và bà ta, bà Hằng bắt đầu chơi cái chiêu thứ hai, hiến 2 hecta đất cho chính quyền Bình Dương, sau đó thêm 2 hecta nữa là 4 hecta, và tổng cộng quy ra đấu giá là 1.000 tỷ để lấy số tiền đó bỏ vô cái quỹ mua vaccine của quốc gia. Nhưng đây là một cái hình thức bỏ con tép bắt con cá voi. Các bạn nghĩ đi, một cái miếng đất rất là lớn, mấy trăm hecta,
bỏ 4 hecta trong miếng đất đó. Khi chính quyền Bình Dương nghĩ rằng nếu mà cấp giấy cho cái 4 hecta đất này thì có phải là cấp luôn những cái hecta đất còn lại không? Chứ không lẽ bây giờ người ta chỉ cấp giấy cho cái 4 hecta này thôi mà những cái kia người ta không làm, bắt buộc. Khi anh cấp 4 hecta này có nghĩa là anh cấp luôn những cái hecta còn lại. Có phải là thêm một cái chiêu trò thứ hai hay không? Cũng liên quan tới đất. Có đúng không ạ? Liên quan tới đất. Nhưng rốt cuộc thì sao? Các bạn cũng đã thấy rồi. Không có gì hết. Hỏi thì nói có đất thì hiến đất. Nhưng mà đất của anh là đất như thế nào? Đều có mục đích hết các bạn. Sau đó, cái chiêu trò thứ ba là gì? Hiến kêu mua 15 triệu liều vaccine để giúp đỡ cho người dân. Để làm chi các bạn? Để là có tạo cái bức bình phong từ thiện. Tạo cái bức bình phong làm từ thiện để lôi kéo cộng đồng mạng, lôi kéo cộng đồng mạng về để gây áp lực cho chính quyền, gây áp lực cho chính quyền. Nhưng rốt cuộc vẫn không được, rốt cuộc vẫn không được cái tờ giấy mà Bình Dương cấp cho ông ta, không được cái tờ giấy đó để gọi là hợp pháp cái lô những cái hecta đất của ông ta, thì đâm ra bất mãn thì phải làm gì? Có phải là chống đối lại không? Bằng cách nào? Bằng cách các bạn thấy là lôi Trương Quốc Huy ra chửi, lôi Trương Quốc Huy ra chửi để làm chi? Để lôi kéo cộng đồng mạng đi qua Trương Quốc Huy nghe một cái người gọi là nói về chính trị, chửi chính quyền, nói về chính quyền Việt Nam. Bà nói không được, nhưng mà bà bất mãn thì bà mới lôi tất cả cộng đồng mạng đi qua Trương Quốc Huy nghe. Bà mượn cái lời nói của Trương Quốc Huy, mượn cái kênh của Trương Quốc Huy để hướng cộng đồng mạng qua bên đó nghe những cái gì mà Trương Quốc Huy nói về chính phủ Việt Nam. Đó là cái chiêu trò thứ nhất. Cái chiêu trò thứ hai nữa mới là quan trọng, là lấy những cái fan lớn của Trương Quốc Huy lôi kéo về mình luôn. Lấy cái fan của Trương Quốc Huy vậy? Có nghĩa là hai cái fan của bả và Trương Quốc Huy sáp nhập với nhau. Các bạn thấy có một cái âm mưu nằm ở đây không? Rồi sao nữa? Rồi á, nói là khịa luôn cả thủ tướng. Nó động chạm luôn cả thủ tướng. Rồi tiếp tục, các bạn có nhớ là cái cuộc live stream của bả sau khi mà Đàm Vĩnh Hưng thách đấu với bả không? Thì sau hôm đó bả lên bả live stream, bả nói cái gì? Bả nói rằng là chơi trên cộng đồng mạng đi mới ngon, còn đợi luật pháp là cái việc đó, đợi tòa án thưa kiện ra tòa án là hôi nách. Bà nói như vậy á, có ngon thì chơi trên cộng đồng mạng đi, còn cái chuyện mà thưa kiện ra tòa án là chuyện hôi nách. Vậy là sao? Vậy có phải là bà khinh thường luật pháp Việt Nam không? Có nghĩa là bà bất mãn về cách hành xử của chính quyền Việt Nam. Mà cái nơi mà bà bất mãn nhất đó là chính quyền Bình Dương. Có phải là liên quan tới đất không ạ? Tại vì sao? Tại vì trước đây, tại sao mà chính quyền Bình Dương họ không có cấp cho cái giấy mà hợp thức hóa cái lô đất này? Bởi vì Đại Nam làm
làm sai về cái thủ tục đất đai mà trước đó là nhà nước đã quy định. Thí dụ, cái lô đất này là để xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, thí dụ. Nhưng bây giờ anh không làm cái điều này, anh chỉ cắt ra một phần. Anh làm những cái điều này, nhưng mà bên cạnh đó anh những cái phần còn lại anh bán nền đất. Tại vì nếu mà anh xây dựng nhà xưởng á, thì nó không có thu tiền nhiều. Có đó anh chỉ thuê đất thôi. Còn nếu mà anh xây dựng bán lô nền á, thì anh sẽ thu được lợi nhiều hơn. Chính vì cái điều này, cho nên đâm ra là chính quyền Bình Dương họ không có hợp thức hóa. Bên cạnh đó, ông ta cũng đã đem là sổ đỏ đi cầm cố hết rồi. Cầm cố hết rồi. Người ta khi mà mua miếng đất này, người ta đặt cọc. Khi một người tới mua miếng đất này, người ta đặt cọc. Bởi vì sao? Bởi vì á, tất nhiên khi mà ông ta ổng xây dựng cái lô đất này là tại vì á, thì ông Dũng ổng đã quảng cáo hết rồi. Trên trang web hay bất cứ cái gì, sẽ xây một cái nhà có ông Võ Hoàng Yên về hay có người này về, người kia về, bệnh viện này nọ, khách sạn, nhà hàng này nọ, đã quảng cáo lên trên mạng hết rồi. Thì người dân họ thấy được cái điều này cho nên họ mới đặt cọc mua nền đất. Nhưng bây giờ những cái lô đất này bán không được, lý do là chính quyền Bình Dương họ không có cấp cái tờ giấy chứng nhận cái quyền chuyển đổi cái quyền sử dụng đất của cái lô đất này. Chính vì điều này mà ông Dũng ổng mới gây áp lực. Ổng gây áp lực với chính quyền Bình Dương bằng cách sử dụng cộng đồng mạng. Lấy từ thiện là núp bóng. Lấy từ thiện là Bất Bình Phong để tạo sự ủng hộ cộng đồng mạng, gây áp lực với chính quyền. Bây giờ thực sự á, tiền của ổng đổ vô đất hết rồi. Tiền bây giờ ổng không có tiền. Trước đây á, ông Dũng ổng đã có những cái hành động làm sai về vấn đề đất đai rồi. Cụ thể là năm 2014, những cái lô đất của ông Dũng cũng đã bị thanh tra, và bị xử phạt 99 tỷ đồng cũng tại Bình Dương vào năm 2014. Vì sao? Vì ổng cũng đã chuyển quyền sử dụng đất, mà ở đây ổng còn có một cái gọi là mưu mô hơn nữa, ổng xây trước hợp thức hóa sau. Có nghĩa là ổng làm trước ổng mới xin phép sau. Cho nên đó là bây giờ ổng lại tiếp tục ổng làm cái điều này nữa. Nhưng bây giờ bắt trọng lên đó, thì nó khó hơn hồi trước. Hồi xưa á, thì ông ta ổng được là một cái con cưng của tỉnh Bình Dương, đông ra ổng muốn làm gì ổng làm, có cái sự nể nang. Sau khi mà ổng xây xong rồi ổng mới xin cái giấy phép của Bình Dương, rồi hai bên có nghĩa là có cái sự mâu thuẫn với nhau giữa chính quyền Bình Dương và công ty Đại Nam. Rồi ông ta mới tuyên bố là đóng cửa khu du lịch Đại Nam để gây áp lực với Bình Dương. Các bạn thấy ghê không? Đóng cửa khu du lịch Đại Nam để gây áp lực với Bình Dương. Bởi vì sao? Khi đóng cửa khu du lịch Đại Nam có nghĩa là Bình Dương không có thuế, không có thu được thuế để gây áp lực Bình Dương. Mình chỉ nói một cái đơn giản để cho các bạn dễ hiểu, là không thu được thuế. Chính vì vậy ổng lấy khu du lịch Đại Nam thời điểm đó để gây áp lực với Bình Dương. Bây giờ lại tiếp tục là ổng lấy cái khu du lịch, ổng nói ổng đóng cửa khu du lịch Đại Nam cũng để gây áp lực. Nhưng mà thực chất bây giờ không có du khách, dịch Covid-19 này không có thu nhập. Thì đây
là những cái sự suy nghĩ của mình về cái vấn đề mà cuộc chiến của bà Hằng và ông Dũng. Tại sao có cuộc chiến này? Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn về cái điều thứ nhất là liên quan đó là đất, để trả lời cái câu hỏi vì sao có cuộc chiến của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng là vô. Thì cái điều đầu tiên đó là đất. Thì mình cũng xin kết thúc cái video clip này ở đây, vì cái thời gian nó cũng đã dài rồi. Và hẹn lại các bạn vào cái video tiếp theo về cái mục thứ hai của câu hỏi vì sao có cuộc chiến của bà Hằng và ông Dũng. Đó là từ thiện. Chúc các bạn luôn được sự bình an và hạnh phúc trong cơn đại dịch Covid-19. Xin thân ái và chào tạm biệt. Và đừng quên, nếu các bạn thương yêu mình, hãy nhấn nút đăng ký và cái chuông bên cạnh để nhận được những video tiếp theo của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt.